Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì chúc mừng anh em là Thiện mới về nhiệm vụ cần mềm rời anh em. Thì mời anh em vào gần đi để chúng ta xem nha. Thì cần mềm rời hiện tại nó mới có hàng lại anh em. Đức hàng chắc cũng 20 ngày nay rồi. Thì giờ mới có hàng lại nha. Thì đợt này về á thì sẽ có một vài đổi mới cho anh em. Chẳng hạn như là thấy tay trái ha, điều hướng thì nó đổi ra cái loại 4 ốc vặn ha. Thì loại này thì nó sẽ giữ cái cần của anh em nó vững hơn, nó chắc hơn, nó đỡ bị giặt hơn nha anh em. Còn về cái cần cứng của các bạn cần mềm này thì đợt này thì hãng bên hãng họ dán tem luôn rồi ha, họ dán tem Moto Yamaha Pro luôn. Nó cũng vậy anh em, tay ga sóng nè, đầu bò là đầu bò chống cỏ nè ha. Thì cái phần cần cứng này thì nó không có đổi mới gì nhiều đó. Ghế thì ghế cao nha anh em, đây ghế cao ha, có thắt bụng, thắt eo, thắt ngực cho anh em luôn ha. Anh em nào thích thắt thì anh em có thể gài cái này lại thì chưa, nó giữ cái bộ mềm lên vai anh em vẫn hơn nha. Đó, ghế cao nha anh em ha, ghế cao đệm mút này êm ha, rất êm luôn, đeo rất là ok nha. Túi đồ nghề dao thì không có ổ cứng tự xẻ nha anh em ha. Đợt này thì về thì không có ổ cứng tự xẻ, và có cái bát này trong cho anh em này ha. Cái bát này là bát kết nối để anh em lắp những con máy cắt cỏ tùm lớn như là Huvana 541, Echo 46, Mitsubishi T43, rồi nào là Kawasaki TJ45, TJ53, Mitsubishi TB43, TB50, Maruti M420, M500 là anh em đều lắp được hết nha. Những cái máy tâm lớn, côn không bị thục là lắp được hết nha anh em ha. Đó, sẽ sẵn bồi hết cho anh em, về đây chỉ bỏ con máy vô nữa là sử dụng thôi. Tay trái và con máy cắt cỏ và can pha xăng nữa nha. Thì một bộ này thì hiện tại với giá vẫn là giá cũ cho anh em, 1.850.000 đồng, miễn phí vận chuyển, tặng anh em một không có tặng hơn tiền nhầm. Thì quên là cái con máy, một con mềm là 1.850.000 đồng, miễn phí vận chuyển nha cho anh em nha. Không có tặng hết anh em, đầy đủ như thế này cho anh em là 1.850.000 đồng. Và anh em lấy đầu máy anh em bỏ luôn nữa là thành một bộ con mềm nha. Còn anh em mua máy TG53, Huvana, Echo 46 con mềm gì đó thì anh em lắp lên thì tính giá nó sẽ khác nữa nha anh em. Rồi, ngắn gọn như vậy thôi. Anh em quan tâm về những bộ con mềm này thì liên hệ số điện thoại giống như Thiện, hoặc để lại số điện thoại giống như luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về bộ này. Để mới thông tin nha, anh em xem đi bắn đăng ký kênh, những cái thông báo để mỗi lần Thiện ra video mới anh em thể biết và xem tham khảo những sản phẩm thì anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video nhé.